Xin chào tất cả em học sinh lớp 9. Như vậy thì trong clip trước thầy đã hướng dẫn xong cho các em ở bài số 9 rồi đúng không nào? Đó, thì trong cái bài số 9 này chúng ta đã biết cách tính cái chu vi của hình tròn, độ dài đường tròn đúng không nào? Cũng như là độ dài của cung tròn. Thì công thức thì chu vi hay là độ dài của đường tròn đó chính là C bằng 2 pi nhân R, trong đó R là bán kính. Còn nếu như đường kính thì C sẽ bằng pi nhân D. Đó nào. Còn đối với độ dài của cung tròn thì L sẽ bằng gì các em? L nhỏ thì sẽ bằng là gì? Bạn nào cũng nhớ nè, pi nhân R nhân N độ đúng không nào? Chia cho bao nhiêu? Chia cho 180 độ ha. Thì trong clip hôm nay thầy tiếp tục hướng dẫn cho các em cái công thức tính diện tích hình tròn, hình quạt tròn nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sang phần 1 nhỏ nhé. Nói chung về trong những cái bài này nó thầy thấy nó dễ hơn những cái bài trước ở chỗ là gì, nó toàn bộ là công thức, nên chúng ta chỉ việc vận dụng, học thuộc lòng, vận dụng những cái công thức này. Và trong cái thi học kỳ 2 thì những cái công thức này và những cái bài toán này người ta cũng rất là dễ ra ở trong cái đề thi, nên các em phải hết sức lưu ý nhé. Như vậy thì phần 1 công thức tính diện tích hình tròn nè, thì để mà diện tích thì chúng ta ký hiệu bằng chữ S. Thì diện tích hình tròn thì nó sẽ bằng R nhân đại loại pi nhân R mũ 2. Như vậy R ở trong đó chính là bán kính của đường tròn nha, bán kính đường tròn. Đây. Như vậy cái đường tròn tâm O có bán kính R, như vậy thì nó có diện tích là bằng pi 3,14. Pi thì hôm trước cái bài trước chúng ta đã biết là nó gần bằng 3,14 ha. Được chưa? Vậy thôi, cái này chỉ việc đóng khung lại và cho vào trong bộ não của chúng ta là xong. Chúng người ta cũng đã chứng minh và chúng ta chỉ việc bây giờ sử dụng là thôi nha. Bây giờ chúng ta đi sang phần 2. Nó nhanh như vậy thôi em. Cái công thức tính diện tích hình tròn này thực sự tiểu học mà chúng ta cũng đã học rồi. Tiếp là cách tính diện tích hình quạt tròn. Quạt tròn nè em, đây, hình quạt này, thấy chưa? Đó. Thì hình quạt tròn là một phần hình tròn giới hạn bởi một cung hình tròn, một cung tròn này giới hạn bởi một cung tròn này, cung tròn AB có số đo là n độ này, và hai bán kính đi qua hai múc của cung đó. Ok, như vậy bán kính đây vẫn là R này, đây n độ này. Chúng ta sẽ đi làm cái chấm hỏi ở trong sách giáo khoa nhé. Hãy điền biểu thức thích hợp vào các chỗ trống trong các dãy lập luận sau. Hình tròn có bán kính R với ứng với cung 360 độ có diện tích là, như vậy thì diện tích của hình tròn thì hồi nãy chúng ta đã biết rồi, thì nó chính là gì? Pi nhân R mũ 2. Được chưa? Vậy hình quạt tròn, vậy hình quạt tròn bán kính R cũng là R, nhưng cung của nó là 1 độ có diện tích là, như vậy thì có diện tích nó chính là pi nhân R mũ 2 nhân đây cho 1 độ này chia cho 360 độ nha em. Thì ở đây chính là gì? Pi nhân R mũ 2 và chia cho 360 độ, tại vì nhân 1 độ thì bằng chính nó. Hiểu chưa nào? Còn hình quạt tròn bán kính R cung N độ có diện tích S, như vậy thì ở đây S ở đây nó sẽ bằng là gì các em? S của hình quạt tròn thì nó sẽ bằng pi nhân R mũ 2 nhân cho N độ, tại vì hồi nãy 1 độ thì ở đây nhân 1 ha? Thì đây N độ thì nhân N độ chia cho 360 độ. Được chưa? Chúng ta đã điền vào chỗ đấy, ok chưa nào? Rồi, như vậy thì cái biểu thức pi R mũ 2 N trên 360, thấy chưa nào? Ta cũng có thể viết này, như vậy người ta tắt này, em thấy BRN chia 180 độ thì đây chính là L. Như vậy L ở đây đó chính là độ dài của cung N độ. Như vậy thì cái hình quạt tròn á, diện tích của hình quạt tròn chúng ta có thể viết bởi là gì? B nhân R mũ 2 nhân N độ chia cho 360 độ, chia 360, một công thức. Hoặc là S này chúng ta có thể viết L nhân cái gì các em?
Đây, L nhân cho bán kính và chia cho 2. Ta sử dụng hai công thức. Thì trong đó L này chính là độ dài cung tròn. R này chính là bán kính. Đó. Được chưa? Ok. Như vậy thì diện tích hình quạt tròn bán kính R cùng N độ được tính theo công thức đây. Như vậy cái này chúng ta ghi vào trong vở và cho vào bộ não. L là độ dài cung N độ này của hình quạt tròn nha, L này. Còn ở đây là số đo của cái cung N độ, R là bán kính để số pi ha. Tùy theo đề bài mà chúng ta áp dụng một trong hai công thức này. Đã chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sang phần bài tập luôn nha các em. Ok, rất là nhanh ha. Ta đi sang bài 77 nhé. Rồi chúng ta đi sang bài 77 các em nhé. Tính diện tích hình tròn nội tiếp. Hình tròn nội tiếp nha, hình tròn nội tiếp một hình vuông. Như vậy chứng tỏ hình vuông này là ở bên ngoài là gọi là ngoại tiếp, còn hình tròn này phía bên trong hình vuông là nội tiếp. Có cạnh là 4. Như vậy có cạnh là 4 ở đây thì bây giờ chúng ta cần phải tính cái bán kính của cái hình tròn ra. Thì diện tích của hình tròn thì nó sẽ bằng pi nhân R mũ 2. Nếu như chúng ta tính được cái bán kính nó thì chúng ta sẽ tính được diện tích hình tròn. Thế nào? Như vậy thì theo các em thì bán kính của hình tròn này nó sẽ có bán kính là bao nhiêu nè? Như vậy thì chúng ta có là cái hình tròn nội tiếp hình vuông. Thế nào? Cạnh của hình vuông là bao nhiêu em? Cạnh của nó là 4 cm thì sẽ có bán kính là mấy? Là 2 cm, đúng không nào? Đó, rất là dễ. Cái việc này mà chúng ta vẽ hình ra, chúng ta tính toán thì nó rất là dễ. Các em có muốn thầy tính cho các em một xíu nào? Thầy giả sử nha, ví dụ như cái hình vuông như này đây, nhỏ thầy bày hướng dẫn một xíu thôi. Thì tròn trong đây, đây là tâm ô đây, có đúng nào? Thì bán kính nó là ở đây, cạnh nó là 4 cm. Thì bây giờ ở đây này, đây là 4 đúng không? Thì ở đây nó sẽ là 2 cm, thấy không? Góc này bao nhiêu độ em? 45 độ. Cái góc đây này, cái góc vô đây là 45 độ này. Như vậy chúng ta sử dụng ở nhiệm vụ đây là A đây, đây là H đây, thì chúng ta có OA thì sẽ bằng tan của 45 độ nhân cho 2. Như vậy OA này sẽ bằng 1, tan 45 độ nhân tan 45 độ bằng 1 nhân 2 là bằng 2. Như vậy bán kính của nó là bằng 2 cm. Rõ chưa nào? Rất là dễ, tại vì đây là tam giác cân này, cân tại ô. Ok. Như vậy thì khi đó chúng ta có cái bán kính rồi thì chúng ta có diện tích hình tròn này sẽ bằng pi nhân R mũ 2. Vậy pi nhân 2 mũ 2 thì bằng 4 pi. Đó là đơn vị đây chính là cm vuông. Đó. Em hiểu không? Rồi. Chúng ta sẽ đi sang bài 78 nhé. Rồi chúng ta có bài 78. Chân một đống cát đổ trên một nền phẳng nằm ngang là một hình tròn có chu vi là 12 m. Chúng ta hiểu nào? Ví dụ cái xe mà nó đổ xuống ấy, thì ví dụ đây chân ở cái mặt sân này thì nó sẽ tạo, ví dụ như đây đống cát này, đây đống cát thì ở dưới đây này, ở dưới đây là một cái hình tròn này. Các em hiểu nào? Chúng ta đọc chúng ta hiểu hết, đây là một hình tròn này có chu vi là 12 m, nghĩa là ở đây người ta cho C là bằng 12 m em, chu vi hình tròn. Hỏi chân đống cát đó chiếm một diện tích là bao nhiêu mét vuông, nghĩa là chúng ta cũng đi là tính S. Thì ở đây người ta cho C, thì mục đích người ta cho C thì người ta tính R, nghĩa là bán kính. Sau đó có bán kính ta thế vô để chúng ta tính được cái diện tích. Hiểu chưa nào? Rồi, chúng ta giải nhá. Ta có gọi R là bán kính của hình tròn trong đống cát
cho nông cát không nào. Như vậy vì cái chu vi của cái chân nông cát là 12 m, nên nghĩa là C này sẽ bằng 12 m, nên ta suy ra ở đây C chúng ta là 2b nhân r bằng 12, phải không? Nên chúng ta suy ra r này sẽ bằng 12 chia cho 2b thì sẽ bằng 6b, 6 chia b mét bán kính các em ha. Như vậy thì ta có là vậy cái diện tích chân đóng cát là như vậy, S nó sẽ bằng b nhân r mũ 2, như vậy bằng b nhân cho 6 trên cho b tất cả mũ 2 nào, thì nó sẽ bằng là b nhân 36 trên cho b mũ 2. Như vậy b với b đi, chúng ta rút gọn b đi thì còn 36 trên b. Nếu chúng ta tính ra nữa thì nó sẽ gần bằng, chúng ta lấy 36 36 chia cho 3.14 bằng gần bằng là 11 phẩy mấy nha, 11,5 à. Đây là mét vuông, được chưa? Đấy, bài 78 nha, tròn trong màn hình luôn. Rồi chúng ta đi sang bài 79 nhé. Ok, rồi chúng ta có bài 79 nha. Tính diện tích một hình quạt tròn có bán kính là 6 cm. Như vậy R này là 6 cm nè. Có cái số đo cung là 36 độ, nghĩa là N này 36 độ nè. Như vậy thì ở đây các em ghi thôi, diện tích hình quạt tròn đó là như vậy, S này sẽ bằng B này, theo công thức nè. Các em chưa thuộc thì nên viết công thức ra ha. Như vậy bằng B này, R là 6 mũ 2 này nhân 36 nè, chia đây là 360 nè, nó gần bằng này. Rồi bấm cho em xem nha, 3.14 đúng không, nhân này 6 mũ 2 là 36 nè, nhân 36 này chia cho nhiều em 360 này gần bằng là 11,304, gần bằng 11,3. Như vậy đây đơn vị là cm vuông, được chưa? Ok chưa nào? Rồi chúng ta sẽ đi sang bài 80 nhé. Rồi chúng ta có bài 80 các em nhé. Một vườn cỏ hình chữ nhật ABCD có AB của chúng ta là bằng 40 m, đoạn này là 40 m này. AD là 30 m, AD đâu, bên đây là 30 m, người bên đây 30, đây 40, đây 40 ha. Rồi người ta muốn buộc hai con dê ở hai góc A với B này. Có hai cách buộc. Mỗi dây thừng dài là 20 m, một dây thừng dài 30 m và dây thừng dài 10 m. Hỏi với cách buộc nào thì diện tích cỏ mà cả hai con dê có thể ăn được sẽ lớn hơn. Thì để biết được cái diện tích cỏ mà ăn được lớn hơn thì chúng ta phải tính ra từng trường hợp, các em hiểu nào? Tính ra từng trường hợp. Như vậy thì ở đây trường hợp thứ nhất là cứ mỗi dây thừng của hai con dê này cứ là đều nhau là 20. Còn một trường hợp nữa là dây thừng, ví dụ anh ấy 30 thì anh ấy chỉ có 10 thôi. Ví dụ anh ấy 10 thì anh ấy 30. Thì xem thử là ví dụ như một con ví dụ 30 này, nó cái chu vi hoạt động của nó trong cái vườn cỏ này nó rất là rộng nhưng con này nó lại ngắn. Còn trường hợp thứ nhất thì hai con này là đều bằng nhau. Thì người ta tính xem thì con nào, cái trường hợp nào thì cái diện tích cỏ mà
hai con dê này nó ăn được là nhiều nhất hả nào. Thì bây giờ đối ba này chúng ta sẽ làm như sau nhé. Rồi bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho em tính nhé. Như vậy thì nếu như mà theo cách buộc thứ nhất ấy, thì mỗi dây thường dài 20 mét ấy, thì cái em thấy là thì cái diện tích cỏ dành cho hai con dê này thì nó như nào với nhau, là bằng nhau, có đúng không? Thì mỗi diện tích thì tại vì mỗi con dê này nó chiếm, đây là cái bán kính của nó thì nó hoạt động là một phần tư hình tròn, và bán kính ở đây là sẽ là 20 mét. Tại vì cái dây thừng này là từ đây, từ cái đỉnh A đây, đây là 20, đây 20, thì đó cũng chính là bán kính luôn, đúng không nào? Rồi bây giờ chúng ta sẽ lập luận như sau nhé. Bài 80. Như vậy thì theo cách buộc thứ nhất, đúng không? Thì cái diện tích theo buồng thứ nhất thì diện tích cỏ đúng không? Dành cho mỗi con dê bằng nhau đúng không? Và cái mỗi cái diện tích đó thì nó chiếm bao nhiêu, 1/4 hình tròn đó, mỗi diện tích là 1/4 hình tròn, và bán kính ở đây là bao nhiêu, bán kính là 20 mét nha. Như vậy thì diện tích cỏ hai con dê ăn được ở trong cái trường hợp thứ nhất nha, là như vậy thì diện tích cỏ ở trường hợp 1 này thầy đặt là nó là S1, thì nó có phải bằng pi này nhân R mũ 2 này. Ở đây là diện tích của cả hình tròn, nhưng mà ở hai con dê này á, cứ mỗi con là chiếm 1/4 hình tròn thì nó sẽ nhân cho 1/4, và hai con dê thì chỉ nhân cho 2 ở đây. Như vậy thì nó sẽ bằng pi R của chúng ta là bằng 20 mũ 2 này nhân 1/4 này và nhân cho 2. Đó nào. Như vậy ở đây là 400 này. 400 chia cho 4 là được 100, 100 nhân 2 đây là 200. Như vậy nó sẽ được 200 pi này. Nó sẽ được 200 pi mét vuông này. Đơn vị là mét vuông. Đấy là trường hợp thứ nhất. Được chưa? Bây giờ theo cách buộc thứ hai này. Theo cách buộc thứ hai á, thì một con thì cái dài dây thừng của nó dài 30 mét, nghĩa là bán kính là của nó là 30 này. Một con dây thừng dây dài là 10 mét, nghĩa là R bằng 10 này. Đó nào, bây giờ chúng ta tính từng con, chứ bây giờ chúng ta không thể nào mà tính gộp một lúc hai con cái này được, các em hiểu nào. Như vậy thì diện tích cỏ dành cho con dê, cho dê thứ nhất đi, ở vị trí A đây nha, dê thứ nhất thứ một ở vị trí A đó nào, có bán kính, nghĩa là dây thừng của nó là 30 đấy, có bán kính đó chính là 30 mét này. Đó nào, như vậy thì S ở đây nó cũng sẽ bằng là pi nhân R mũ 2, và bán kính phạm vi hoạt động của nó cũng chỉ là 1/4 thôi nha các em nha. Các em hiểu không nào? Chỉ là 1/4 thôi. Như vậy chúng ta sẽ nhân thêm 1/4 nữa. Như vậy thì pi nhân 30 mũ 2 nhân cho 1/4. Đó nào. Thì ở đây chúng ta xem thử nào, bằng bao nhiêu nào? 30 mũ 2 là 900 các em. À, chia cho 4 sẽ bằng là 225. Như vậy đây nó 225 pi. Đây là mét vuông này. Đó. Còn bây giờ đối với cái con mà cái dây thừng của nó 10 mét này, diện tích cỏ dành cho con dê thứ hai ở cái vị trí B đi, có bán kính là 20 mét. Kính là 20 mét thì chúng ta cũng có là S sẽ bằng pi R mũ 2 và nhân cho 1/4. Tại vì mỗi con nó đều hoạt động như nhau là 1/4 của hình tròn em. 10 này, mũ 2 nhân 1/4 này. Thì 10 mũ 2 100 chia 4 nó chính là bằng 25 pi mũ 2, M mũ 2. Được chưa nào? Đó,
Bây giờ diện tích cỏ chúng ta suy ra là diện tích cỏ cả hai con dê ở trường hợp 2, ở cách buộc 2 đây. Như vậy S của 2 này này nó sẽ bằng con thứ nhất là bằng 225 bi cộng cho 25 bi, con thứ hai thì nó sẽ bằng là 250 bi mét vuông. Đó, thì bây giờ các em so sánh này, cái trường hợp buộc là thứ hai nó chiếm 250, còn trường hợp buộc thứ nhất nó chỉ chiếm có 200 bi à. Các em thấy nào, 200 bi cả hai con. Như vậy thì cái nào lớn hơn? À, vì vì 200 bi á nó sẽ nhỏ hơn 250 bi. Mình suy ra S1 nó sẽ nhỏ hơn S S2. Có đúng nào? Vậy với cách buộc thứ nhất hay thứ hai các em? Cách buộc thứ thứ hai thì cái diện tích cỏ mà hai con dê ăn được sẽ lớn hơn, lớn hơn cái cách buộc thứ nhất. Các em rõ chưa nào? Đấy. Bài 80 nè các em. Nếu mà hay thì các em giúp thầy click quảng cáo và chia sẻ giùm thầy các bạn nha. Nhìn cái trường hợp 1 đây. Trường hợp 2 các em. Bài 81, 82 nữa thầy sẽ làm hết ở trong clip này luôn nha. Rồi, đó các em. Được chưa? Ok. Đối với cái bài 81, 82, tại vì dưới này có phần luyện tập nữa, 83 nữa các em. Nên là có quay cố đi chăng nữa thì nó cũng rất là dài, cũng không thử hết được trong clip được các em ạ. Như vậy thì tới đây thầy xin tạm dừng. Và trong clip tiếp theo thầy sẽ quay các em bắt đầu từ bài 81 nhé. Nhớ rồi đây. Ok, tới đây thầy xin chào, hẹn gặp lại các em trong clip tiếp theo. Nếu hay thì giúp thầy chia sẻ và click quảng cáo ủng hộ thầy các em nhé. Cảm ơn các em đã theo dõi clip của thầy. Xin chào, hẹn gặp lại các em. Đi sang bài 81 nhé. Đầu cái đề bài như sau các em. Diện tích hình tròn sẽ thay đổi như thế nào nếu, nhớ hiện tại là diện tích hình tròn thì trong cái bài trước thì chúng ta sẽ bằng bi nhân r mũ 2 các em nhé. Câu A này. Bán kính tăng gấp đôi. Bán kính tăng gấp đôi. Như vậy nếu chúng ta gọi bán kính ban đầu, chúng ta gọi cái bán kính ban đầu là r đi. Thì bây giờ tăng gấp đôi nghĩa là nhân 2 lên, đó nào. Đây. Câu A dưới đây đi, nếu bán kính tăng gấp đôi không nào, thì cái diện tích hình tròn sẽ gì, như vậy S này sẽ bằng là bây giờ pi tăng gấp đôi ban đầu là R thì bây giờ nó sẽ là 2R mũ 2 tăng gấp đôi, đúng không nào? Gấp đôi nghĩa là nhân 2 lên thì sẽ bằng pi nhân những em 4 nhân R mũ 2. Như vậy thì ở đây nó sẽ 4 nhân pi nhân R mũ 2. Đó, như vậy thì nó sẽ tăng lên mấy lần em? Tăng lên 4 lần. Đó, tăng lên 4 lần. Bây giờ câu B tương tự như vậy, tăng gấp 3. Gấp 3 như vậy là S sẽ bằng pi nhân 3R mũ 2. Như vậy đây nó sẽ bằng 9 pi r mũ 2 này. Như vậy ở đây tăng lên sẽ mấy lần? Tăng lên 9 lần. Đó nào, chúng ta có câu C nhé. Tăng k lần. K lớn hơn 1. Như vậy thì ở đây nó sẽ là S bằng pi nhân k r mũ 2.
thì nó sẽ ra được là k mũ 2 nhân pi nhân r mũ 2 ha. Như vậy thì ở đây nó sẽ tăng lên bao nhiêu các em? Nếu bán kính tăng lên k lần, k điều kiện là k lớn hơn 1 thì diện tích hình tròn tăng k mũ 2 lần, nhớ nhá. Tám mốt em. Rồi. Ok chưa? Ta đi sang bài 82 nhé. Rồi, chúng ta có bài 82 các em. Bảng thì chúng ta sẽ kiểm vô nhá. Nhớ là làm tròn đến cái kết quả chữ số thập phân thứ nhất nha. Thứ nhất nha các em. Ở đây 1, 2, 3, 4, 5. Bán kính đường tròn. Đây nghĩa là R. Độ dài. Diện tích. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ làm không phải là theo cột dọc, mà sẽ làm theo hàng ngang. Như vậy ở cái cột này người ta cho, thầy nhớ thầy làm hàng ngang thứ nhất này nha, thầy đang làm này, thầy chỉ tính R trước. Ở đây hàng ngang này, hàng ngang 1 nha, nghĩa là hàng ngang đây. Bây giờ thầy sẽ tính chỗ đây. Như vậy theo công thức là C sẽ bằng 2B nhân R. Thầy suy ra R này sẽ bằng C chia 2B. Như vậy C ra bằng 12,2 chia 2B. Phải không? Thì nó sẽ gần bằng này. Như vậy thì chúng ta bấm nó thôi. 13.2 ta chia cho 2 nhân 3.14. Đó nè. Nè. Tính như vậy thì bấm như vậy thì không không. 2 nhân 3.14 nó bằng 6,28, như vậy các em lấy 13.2 chia cho 6.28. Đây em. Thì nó bằng là 2,1, tại vì làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất là số 1 đây. Mình sau số 0 bỏ đi. Như vậy thì kết quả ở đây nó sẽ là bằng 2,1, như vậy ở đây là 2,1 nha. Diện tích hình tròn tính chỗ đây, như vậy S sẽ bằng pi nhân R mũ 2. Nó sẽ bằng pi nhân cho 2,1 mũ 2. Rồi. Ta 2.1 nhân 2.1 bằng nhân 3.14. Như vậy ở đây chúng ta lấy là 13,8. Chỗ đây phải điền là 13,8. Số đo của cung tròn có rồi. Diện tích hình quạt tròn. Như vậy diện tích hình quạt tròn thì S sẽ bằng là gì các em? Các em còn nhớ không nào? B nhân R mũ 2 nhân N chia 360 sẽ bằng pi nhân ở đây cho R là 2,1 mũ 2 nhân ở đây là 47,5 chia 360. Rồi. Thầy chỉ bấm nha. 1 nhân 2,1 47,5 nhân 3.14 bằng này. Chia này 360 này. Như vậy ở đây nó sẽ gần bằng là 1,8 nha. Lấy đến chữ số thập phân thứ nhất này. Xong. Các em đã hiểu chưa? Hiểu chưa nào? Đó. Cái hàng thứ nhất chúng ta tính như thế nha. Bây giờ đi sang cái hàng thứ hai nha. Rồi đi sang cái hàng thứ hai. Hàng thứ hai nghĩa là chúng ta đi tính cái hàng này này. Ở đây người ta cho R là bằng 2,5 này. Như vậy chúng ta chỉ tính được độ độ dài đường tròn. Như vậy C sẽ bằng B nhân 2 nhân R, nghĩa là 2 BR thì sẽ bằng 3,14 này.
nhân cho 2 và nhân cho 2,5 gần bằng 14 nhân 2 nhân 2 tháng 5 bằng 15,7 anh em. Đây là 15,7 này cm, đây đồng vị là cm vuông nha, ở đây là cũng là cm vuông, điền đồng vị luôn ha, diện tích hình tròn. Như vậy thì S ở đây sẽ bằng B nhân R mũ 2 sẽ bằng 3,14 nhân R chúng ta là 2,5 mũ 2. Rồi, tính luôn. Đây à, do thầy bấm 314 205 nhân 205 nhân 314 bằng 19,6 nha em. Tiếp, ở đây người ta yêu cầu tính N mà người ta cho diện tích ở đây. Như vậy diện tích sẽ bằng BR mũ 2 nhân N chia cho 360. Ở đây thì chúng ta sẽ suy ra N. N độ này thì nó sẽ bằng 360 nhân cho S chia cho B nhân R mũ 2. Thế vô 360. S là bằng nhân cho 12,5 này. 3,14 này nhân cho R mũ 2 là 2,5 mũ 2. Có phải không em? Đó. Như vậy thì cái này đã chính là gì? Đã chính là cái diện tích hình tròn này đó nè. Đúng rồi, diện tích tròn là 10. Như vậy thì N độ này 360 ở này chính là 19,6 à. Giờ lấy 360 nhân cho 12,5 này bằng 4.500 chia cho 19,6 không em, thì nó ra được cái số đo độ nó là 229,6 ha. Như vậy ra được 229,6 độ. Ok chưa? Rồi. Ta tiếp tục hàng thứ ba nha. Nhìn cái hàng thứ hai xíu đi. Hiểu không? Rồi, chúng ta có hàng thứ ba. Như vậy ở đây người ta cho chúng ta là diện tích của hình tròn 3780. Như vậy chúng ta có, như vậy thầy sẽ tính cái bán kính này trước. Như vậy S ở đây sẽ bằng là B nhân R mũ 2. Đó là, nên thầy suy ra ở đây R mũ 2 sẽ bằng là S chia cho B. Nên bây giờ ở đây móc mũ 2 thì thêm căn. Như vậy bằng căn bậc 2, nghĩa là tính R luôn em. Sẽ bằng S ở đây 37,8 chia cho 3,14. Sau đó bấm căn bậc 2. Đây. 37,8 chia 3 chấm bằng 12,038 đi, căn bậc 2 của 12,038. Như vậy thì ở đây nó sẽ gần bằng là 3,5. Được chưa? Rồi. Tới cái độ dài hình tròn là C sẽ bằng 2B nhân cho R bằng 2 nhân 3,14 nhân R là 3,5. Nhân 3,14 là bằng 21,98, nghĩa là bằng gần bằng 22 nha em. Số đo ở đây thì độ thì chúng ta cũng dựa vào những tích hình quạt thì sẽ bằng gì, B R mũ 2 nhân cho N chia 360 chia ra N độ đây sẽ bằng là
360 nhân S BR mũ 2. Và BR mũ 2 thì đó chính là diện tích hình tròn là ở đây. Như vậy S này là 360 nhân cho đây, người ta là cho 10,6 nè. Đây là 37,8. Ta bấm 360 nhân 10,6 mình chia cho 37,8. Như vậy thì ở đây nó sẽ gần bằng là 101 độ. 101 độ nha các em. Đó. Hàng thứ ba, cách tính và thầy cũng đã điền vô cho các em rồi đó. Ok cũng dễ chưa? Rồi. Xong chưa nào? Ok, chúng ta sẽ đi sang cái bài 83, bài cuối cùng nha. Trong clip tiếp theo thầy sẽ giải bài 84 cho em nha. Rồi, chúng ta đi sang bài 83. Câu A. Vị hình 68, thầy nói 62 tạo bởi các cái cung tròn. Hình 62 hình này em. Với HY, ở đây người ta cho người ta HY là bằng 10 cm. HY, HO và BI bằng 2 cm. Nêu cách vẽ. Như vậy thì ở đây các em thấy người ta sẽ vẽ cái gì trước nào? Người ta sẽ vẽ cái đường tròn này. Đường tròn cái đường kính HY trước này, vẽ cái này trước. Đó là. Sau đó trên cái đường tròn với đường kính HY này, người ta sẽ lấy các cái điểm O với cái điểm B sao cho gì OH với là BI sẽ bằng là 2 cm ha. Rồi bây giờ tới đâu thầy sẽ trình bày tới đó nha. Người ta yêu cầu trình bày cách vẽ. Cách vẽ này. Đầu tiên ta sẽ vẽ cái đường tròn. Đường kính HY là bằng 10 cm. Được chưa? Sau đó chúng ta có là trên cái đường kính HY lấy các điểm nha các em, lấy các điểm O'B đây này, sao cho OH nó bằng BI ha. Sao cho OH bằng BI và bằng 2 cm. Đó là các em đã tạo được cái đường này rồi này, với lại vẽ cái đường tròn đường kính này rồi, xong rồi đúng không? Sau đó chúng ta có là trên cái nửa cái mặt phẳng bờ HY nào, không chứa cái cung tròn trên, chúng ta sẽ vẽ cái đường tròn đường kính gì O gì OB này, nghĩa là chúng ta vẽ ở phía dưới. Đường kính ở đây là OB để chúng ta tạo cái cung tròn này nha các em hiểu không nào? Rồi tiếp, trên nửa mặt phẳng bờ là bờ HY nha các em nha, không chứa nha, đúng không em? Không chứa các nửa đường tròn, vẽ nửa đường tròn, vẽ nửa đường tròn, đường kính ở đây là OB nha các em, đường kính OB ở đây là 10, ở đây 2, đây 2, chứng tỏ đây là 6 này. Trừ 2 với trừ 2 ra thì đây còn là 6 cm này. Bây giờ chúng ta tiếp tục tạo hai cái anh này nữa là xong, đúng chưa nào? Ok, chúng ta có là gì em, như là bây giờ chúng ta sẽ tiến hành vẽ hai cái nửa đường tròn. Một cái đường tròn thứ nhất là nhận cái OH này là đường kính này, đường tròn thứ hai là nhận BI này là đường kính, để chúng ta tạo ra hai cái cung tròn này. Ok
Em hiểu nè. Rồi. Ta tiếp tục là vỉ hai nửa đường tròn. Đường kính HO với lại BI đúng không nào? 5 trên cùng một nửa mặt phẳng bờ HI đó là có chứa nửa đường tròn đường kính HI. Ok, sau đó chúng ta vẽ cái gì nữa các em? Sau đó chúng ta sẽ tiến hành vẽ cái đường vuông góc nữa nè. Ta vẽ cái đường vuông góc với cái đường kính HI và nó cắt cái cung tròn ở đây tại N và nó cắt cái cung tròn ở chỗ cái nửa đường tròn cái đường kính OB này tại A. Phải không nào? Rồi, chúng ta tiếp tục. Ta có là cái đường thẳng vuông góc với HI. Đó nè, nó cắt tại N và cắt nửa đường tròn đường kính OB tại A. Được chưa? Nó cắt cái chỗ HI này tại N và đường kính ở OB này là tại A. Vậy thôi. Chà, dạ. Nhìn chưa nè, mở cầu A đây em. T sang cầu B nhé. Rồi bây giờ người ta yêu cầu cô B người ta là tính cái diện tích hình hòa bình miền gạch sọc, nghĩa là hòa, thấy không? Hòa này, bình này, sọc sọc đây. Muốn tính được sọc đây, người ta phải trừ ở hai anh này ra này, trừ cái này ra, phải trừ cái này ra thì ra được cái diện tích của cái hình gạch sọc này. Thấy không? Như vậy thì diện tích đầu tiên chúng ta có là cái diện tích của cái đường kính ở đây là HI đi nha, thì ký hiệu thế. Có phải bây giờ cái bán kính của nó, đường kính nó là 10 10 này thì người ta chia 2 bằng 5, như vậy cái diện tích của nó có phải là bao nhiêu em? Mà ở đây có một nửa, có một nửa chứ không phải là cả hết cả đường tròn. Như vậy đầu tiên ta một nửa, người ta nhân 1 phần 2 này, ta nhân pi nha. R của chúng ta nó sẽ là bằng 10 chia 2 là bằng 5, nghĩa là 5 mũ 2. Ta tính ra 1 phần 2 nhân cho pi, nhân đây là 25 thì nó sẽ là 25 phần 2 pi, đơn vị đây là cm vuông. Được chưa? Tiếp tục thầy tính cái diện tích của cái nửa đường tròn OB, cái đường kính OB thì nó cũng chỉ một nửa nên nó 1 phần 2 cũng nhân cho pi, mà đây là 2 này, cái này 2 cả đây 10, như vậy chứng tỏ OB chúng ta là bằng 6, nên ta chia 2 ra nghĩa là bằng 3 mét vuông. Thành loại bằng 3 cm. Như vậy nó sẽ bằng 1 phần 2 nhân pi nhân 9, thì nó ở đây nó sẽ bằng là 9 phần 2 pi cm vuông. Diện tích của hai cái anh nhỏ này, nghĩa là OH cộng cho BI, phải không nào? Thì ở đây hai nghĩa là bán kính của nó mà một nửa đường tròn thì chứng tỏ nó chỉ là 1 phần 2 thôi. Pi 2 đường kính là 2, chứng tỏ bán kính chỉ là 1 mũ 2, mà ở đây hai bên thì thầy nhân cho 2 nữa. Được chưa? Như vậy 2 với 2 đi hết rồi. Như vậy 1 mũ 2 1, như vậy kết quả đây là bằng pi này. Cm vuông. Vậy diện tích cái chữ hòa bình nó sẽ bằng S của HI cộng S của OB là trừ cho S của OH
cộng cho BI thì nó sẽ bằng 25 phần 2 pi cộng 9 phần 2 pi, và ta trừ cho pi. À, như vậy thì 25 cộng cho 9 là bằng 34, 34 chia 2 á là bằng 17 pi, trừ cho pi thì kết quả đây là bằng 16 pi cm vuông. Câu B đây em, thầy làm rất là rõ ràng đúng không? Ta sang câu C nhé. Rồi, chúng ta đã rõ thế nào ở câu B. Ok, chúng ta sang câu C nhé. Chứng tỏ rằng hình tròn đường kính NA có cùng diện tích với hình hòa bình đó. Như vậy thì ở đây người ta yêu cầu chứng tỏ hình tròn có đường kính NA có cùng diện tích. Nghĩa là bây giờ chúng ta câu C này, chúng ta phải tính diện tích hình tròn, cái đường kính ở đây là NA bằng bao nhiêu đó. Giả sử như thầy lấy ở đây là tam M đây, thì khi đó chúng ta thấy là MA, thầy nói MN, đây chính là cái gì các em? NA ấy, thì nó sẽ bằng MN cộng cho MA. MN ở đây bao nhiêu em? Ở đây là 5, tại vì MH của chúng ta ấy là bằng 5 thì MN cũng sẽ bằng 5. MA thì sẽ bằng MO thì sẽ bằng 3. Như vậy đây bằng 5 cộng 3 thì bằng 8 cm. Mà đây là đường kính em ạ, đường kính. Như vậy R này nó sẽ bằng NA này, bán kính là sẽ bằng NA chia 2 bằng 8 chia 2 sẽ bằng 4 cm. Như vậy diện tích nó sẽ bằng pi nhân R mũ 2 sẽ bằng pi nhân cho 4 mũ 2 thì bằng 16 pi cm vuông. Giống các em. Đây. Ở đây vi này các em nha. Đó. Đây mà này. Vậy này. Rồi, ta nhìn lại câu B. Câu C. Ok. Được chưa? Ở đây người ta có thể suy ra một cái là S của hòa bình sẽ bằng S của NA này, đường kính NA. Đây là bằng 16 pi. Rồi. Nếu như hay và dễ hiểu thì giúp thầy click quảng cáo và chia sẻ các bạn em nhé. Xin chào là các em ở trong cái bài 84, 85 và 86 nhé. Vẽ lại hình tạo bởi các cung tròn xuất phát từ đỉnh C. Đây, xuất phát từ đỉnh C của các tam giác đều ABC cạnh 1 cm, nêu cách vẽ ở hình 1, ở hình 63 ha. Ta nhìn vào hình này. Để vẽ được cái hình 63 này thì ban đầu chúng ta sẽ vẽ giùm thầy cái tam giác đều ABC nha. Vẽ tam giác đều ABC cạnh ở đây là 1 cm. Nhớ là 1 cm nha, 1 nha. Sau đó chúng ta sẽ vẽ cái 1 phần 3 cái đường tròn tâm A. Các em thấy cung CD không nào? Cung CD đó chính là 1 phần 3 của cái đường tròn tâm A, bán kính ở đây là 1 cm. Rõ chưa nào? Tiếp tục chúng ta vẽ đường tròn tâm B, bán kính ở đây là 2 cm, thì khi đó chúng ta cũng vẽ 1 phần 3 thôi, thì chúng ta sẽ thu được cái cung tròn ở đây là gì? Các em DE. Thì khi đó đường tròn tâm B này, cái cung DE, thấy chưa? Tiếp tục, chúng ta vẽ 1 phần 3 cái đường tròn tâm C, thì bán kính ở đây là 3 cm anh em, thì khi đó chúng ta thu được là cái cung EF. Thì chúng ta vẽ như vậy thì chúng ta sẽ tạo được cái hình 63. Rồi. Ban đầu các em sẽ vẽ cái tam giác đều ABC đều cạnh đây là 1 cm. Được chưa? Tiếp tục chúng ta vẽ cái 1 phần 3 đường tròn tâm A, khi đó chúng ta thu được cái cung ở đây là cung CD này.
Hiểu nè, ta có là vỉa 1 phần 3 cái đường tròn tâm A bán kính 1 cm. Khi đó chúng ta sẽ thu được cái cung CD từ trên nào. Tương tự như vậy, chúng ta vỉa 1 phần 3 đường tròn tâm gì các em? Đường tròn tâm B, cái cung ta thu được đó chính là DE này. Nhưng mà bán kính ở đây không phải là 1 nha các em, bán kính là 2 cm. Được cung gì? DE. Tiếp tục vỉa 1 phần 3 đường tròn tâm A, A thì loại tâm C. Không? Tâm C bán kính bao nhiêu em? Bán kính ở đây là 3 cm thì chúng ta được cái cung là IS. Đó. Ok chưa? Là xong câu A nhé. Ta nhìn xuống, ta đi sang câu B. Rồi chúng ta đi sang câu B nha các em. Tính diện tích miền gạch sọc. Miền sọc là đây. 1 nè, 2 nè, 3 nè. Như vậy thì để tính được cái diện tích của cái hình gạch sọc CAD, DAC thì ở đây chúng ta có bán kính là 1 này. Phải nào, mà ở đây là 1 phần 3 của đường tròn thì các em chỉ lấy là 1 phần 3 nhân pi nhân cho r ở mũ 2. Phải nào? Như vậy thì ở đây các em có là S, nào? S của C CAD có phải là ở đây là 1 phần 3 này, 1 phần 3 của đường tròn này nhân pi này, bán kính ở đây là 1, nghĩa là 1 mũ 2 thì sẽ bằng 1 phần 3 nhân cho pi cm vuông. Tiếp thầy sẽ tính tới là DBF, à thầy nói DBE, diện tích của DBE thì nó cũng bằng 1 phần 3 nhân pi, nhưng bán kính đây nó là 2 thì nó sẽ là 2 mũ 2 thì đây chính là 4 phần 3 pi cm vuông. Tiếp chúng ta có cái diện tích của ECF thì nó cũng bằng 1 phần 3 pi nhân ở đây là 3 mũ 2, nó sẽ bằng là 3 chia 3 thì còn 3, như vậy đây là 3 pi cm vuông. Vậy cái diện tích miền gạch sọc là như vậy thì S ở đây tổng sẽ bằng là CAD cộng cho S của DBI cộng cho S của ECF. Sau đó ta thế số vô là trở thành là 1 phần 3 pi cộng 4 phần 3 pi và cộng cho 3 pi. 1 phần 3 cộng cho 4 phần 3 thì bằng 5 phần 3 pi cộng 3 pi. Phải nào? Chúng ta tiến hành quy đồng thì 3 x 3 9, 9 pi cộng cho 5 pi là thành 14 phần 3 pi cm vuông. Vậy thôi. Còn B em. Anh nhìn câu B xíu đi. Câu A này. B này các em. Rồi, chúng ta đi sang bài 85 nhé. Rồi, chúng ta có bài 85. Hình viên phân là phần hình tròn giới hạn bởi một cung và dây căng cung ấy. Đây, cái này là cái, thấy chưa? Hãy tính diện tích hình viên phân AMB là đây, ở hình số 4 này. Biết cái góc AOB bằng 60 độ và cái bán kính của đường tròn ở đây là 5,1 m, 5,1 cm thôi các em. Người ta yêu cầu người ta tính cái này, hiểu chưa nào? Rồi, để tính được cái phần đó thì chúng ta sẽ làm như sau.
Thì để tính được cái phần gạch sọc gọi là cái hình viên phân AMB này này thì chúng ta cần phải tính cho thầy cái diện tích của hình cả cái hình quạt tròn này là bao nhiêu. Sau đó chúng ta sẽ trừ cho diện tích của cái tam giác AOB này thì nó sẽ ra được cái diện tích của hình viên phân AMB đây. Em hiểu nào? Đầu tiên ta tính cho thầy cái diện tích của cái viên phân thành là cái hình quạt này trước này. Sau đó ta tính diện tích của tam giác OAB. Sau đó lấy cái diện tích hình quạt nó trừ cho diện tích tam giác này ra thì ra được cái hình viên phân này. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tính nhá. Thì ban đầu thì chúng ta có này là cái diện tích của hình quạt trước đây nha. Bài 85. Như vậy thì diện tích của hình quạt AOB thì nó theo công thức ấy, thì nó sẽ bằng gì em? Pi nhân R mũ 2 nhân N chia 360 độ thì có phải là bằng Pi nhân R mà R bán kính của chúng ta là 5,1 mũ 2, N là 60 độ chia cho 360 độ sẽ bằng này, cái này 3,14 luôn anh em nha. Như vậy Pi ở đây chúng thầy sẽ lấy 3,14 nha. Như vậy chúng ta có 3,14 này. Chúng ta nhân ở đây thì bán kính của chúng ta là 5,1 à, 5,1 nhân cho 5,1 rồi đấy. Nhân cho 60 sẽ bằng đây chia cho 360. Nó sẽ gần bằng bằng là 13,6 ha. 13,6 cm vuông. Được chưa? Còn ở đây á, chúng ta sẽ tính cái diện tích của cái tam giác AOB. Không, thì ở đây chúng ta tiến hành lập luận số cái tam giác OAB là tam giác gì em? Cân tại đâu? Cân tại O. Vì có phải OA bằng OB thì bằng ở đây là 5,1 cm bán kính. Mà cái góc AOB của chúng ta là bằng 60 độ. Nên suy ra cái tam giác OAB là tam giác gì em? Là tam giác đều. Tam giác đều, có đúng chưa? Khi nó là tam giác đều rồi thì chúng ta sẽ suy ra được cái diện tích của cái tam giác OAB thì nó sẽ bằng là gì các em? R mũ 2 căn 3 trên 4. Được không nào? Đó. Ok. Thì công thức này thực chất ấy, là ở đâu ra? Thì ở trong cái phần mà lớp 7, lớp 8 ta được học rồi. Chúng ta sử dụng Pythagore em, đây thầy cũng dẫn xíu này, ví dụ như OAB đây. Không? Thì các em sẽ kiểm cái đường cao xuống. Như vậy diện tích tam giác này nó sẽ bằng đường cao nhân cạnh tương ứng, đây là R rồi. Nghĩa là 5,1 rồi này. Như vậy thì anh đây là chúng ta tính nó sẽ bằng 1 phần 2. Hoặc là 1 phần 2 nhân cho ví dụ thầy kể đây là OH đi. Thì nó sẽ bằng 1 phần 2 nhân OH nhân AB. AB là R có rồi. Nhiệm vụ chúng ta tính OH nữa. Cạnh này là bằng 5,1. Cạnh này là bằng một nửa. Đó là một nửa nghĩa là lấy 5,1 chia 2 ra. Rồi nhân 1 phần 2 thì chúng ta sẽ tính ra được cái diện tích này. Nói chung diện tích này rất là dễ đúng không nào? Công thức này thì nó đã có sẵn nên thầy lấy luôn. Như vậy thì nó sẽ bằng 5,1 nhân căn 5,1 mũ 2 nhân cho căn 2 của 3 chia 4 sẽ bằng. Rồi chúng ta sẽ bấm máy tính ra nha. Bây giờ thầy bấm căn 1 2 của 3 ra bằng nhân 5,1 rồi nhân cho 5,1 bằng chia cho 4. Như vậy thì nó gần bằng 11,3 các em. Được chưa? Rồi, ở đây ta kết luận là vậy. Cái diện tích hình viên phân S của AMB nó sẽ bằng là diện tích của hình quạt AOB trừ cho diện tích của tam giác OAB thì sẽ bằng 13,6, chúng ta trừ cho 11,3 hả nào, thì nó sẽ gần bằng là bao nhiêu đây? 13,6 trừ 11,3 gần bằng 2,3
cm vuông em. Đó, đó chính là bài 85. Được chưa? Rồi. Chúng ta sẽ đi sang bài 86 nhé. Rồi, chúng ta có bài 86. Hình vành khăn là hình phần hình tròn nằm giữa hai đường tròn đồng tâm. Đây, cái đường tròn đồng tâm O nè các em. Nghĩa là cái nếu mà cái đường tròn lớn này thì bán kính của nó sẽ là R1 này. Còn cái đường tròn nhỏ cũng là tâm O nhưng mà bán kính này nó là R2. Thì bằng cái phần gạch sọc này, gạch sọc này, đó chính là hình vành khăn. Câu A là tính diện tích S của hình vành khăn theo R1 và R2, giả sử R1 lớn R2. Thì để tính được cái hình vành khăn gạch sọc đây thì chúng ta phải tính cho thầy diện tích của hình tròn lớn lớn thế này. Nhớ các em nha, nghĩa là bán kính R1 này chúng ta trừ đi cho cái diện tích R nhỏ, tại nó diện tích hình tròn nhỏ R2 đây, thì ra được cái phần gạch sọc đây. Em hiểu chưa? Như vậy thì câu A này chúng ta có cái diện tích của cái hình tròn tâm O và bán kính ở đây là R1, thì nó có S1 này nó sẽ bằng là gì các em? Có phải pi nhân R1 mũ 2 không nào? Tiếp tục diện tích hình tròn tâm O và bán kính R2 thì đây nó sẽ là S2, nó sẽ bằng pi nhân R2 mũ 2. Được chưa? Như vậy thì cái diện tích cái hình vành khăn là như vậy, S ở đây nó sẽ bằng S1 trừ cho S2 thì sẽ bằng pi R1 mũ 2 trừ cho pi nhân R2 mũ 2. Có đúng chưa nào? Thì đây các em đặt pi ra chung, còn lại R1 mũ 2 trừ cho R2 mũ 2. Xong. Được chưa? Ta có câu B nhé. Như vậy câu B tính diện tích vành khăn khi R1 R1 của chúng ta là bằng bao nhiêu? Người ta cho R1 chúng ta là bằng 10,5 các em cm. R trong khi đó R2 chúng ta là bằng 7,8 cm. Rồi, bây giờ chúng ta chỉ việc thế vào chỗ đây và chúng ta tính thôi. Như vậy thì S này sẽ bằng B là 10,5 mũ 2 trừ cho 7,8 mũ 2 bằng, như vậy thì đây bằng 3,14 này, ta nhân lấy hai đây bấm máy tính và trừ ra nha. 10,5 mũ 2 trừ cho 7,8 mũ 2 sẽ bằng là 49,41 em. Như vậy chúng ta tính S ở đây nó sẽ gần bằng. Nhưng mà các em lấy cái số này nhân cho 3,14. Như vậy thì nó sẽ gần bằng là 155,15 ha. Đó. Bài 86 rồi các em. Rồi, chúng ta đi sang bài 87 nhé. Nhìn xíu nữa nè. Hay và dễ hiểu thì giúp thầy click quảng cáo và chia sẻ các bạn cùng trường ở trên mạng xã hội các em nhé. Thầy thấy các em lớp 9 rất là ít click quảng cáo ủng hộ thầy ạ. Tại vì kênh thầy nó báo cáo số liệu về. Ok. Rồi, chúng ta có bài 87. Lấy cạnh BC của một tam giác đều làm đường kính, vẽ một nửa đường tròn về cùng một phía với tam giác ấy đối với đường thẳng BC. Cho biết cạnh BC bằng A, hãy tính diện tích của hai hình viên phân được tạo thành. Đó. Rồi bây giờ thầy sẽ vẽ hình cho các em xem. Bây giờ thầy sẽ vẽ cái tam giác đều. Đó. Tam giác đều ABC.
Đó. Đây chính là A này, B này, C. Như vậy đây cạnh A anh em ha. Cạnh A đây, A và đây A này. Nhớ là tam giác đều thì ba góc nó bằng nhau. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ lấy cái tâm O. Đây chính là trung điểm anh em. Làm đường kính thì O này chính là tâm. Đó, bây giờ chúng ta dùng tâm 3. Ta sẽ vẽ ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đặt. Chúng ta sẽ đặt cái cơm ba ngay chỗ tâm B đây, chúng ta sẽ quay nha. Thầy đưa ra bên ngoài nó có cái máy quay game nha. Thầy nha. Thầy vừa mới vẽ xong. Như vậy thì ở đây người ta hãy tính diện tích của hai hình viên phong được tạo thành. Như vậy hai hình viên phong là cái hình này này. Đó. Hình này này. Được chưa? Ok. Ừ. Như vậy thì ở đây thầy gọi cái hai cái cung tròn, cái đường kính BC này nó sẽ cắt cái tam giác đều ở đây, thì đó chính là M và đây là chính là N. Sau đó thầy sẽ nói M với N lại nha. Được chưa? Người ta yêu cầu ở đây là người ta hãy tính diện tích của hai hình viên phong được tạo thành, là tính cái miền lên nghe, cái miền được gạch chọc ấy. Rồi chúng ta nhìn lên đây để thầy hướng dẫn này. Bây giờ chúng ta nên tính ở một bên thôi các em. Ví dụ giả sử thầy tính ở cái đường viên phong, giả sử ở đây là thầy đặt nó là y đi nha, cái đường viên phong NIC, tại vì ở phía bên đây nó cũng giống thôi các em. Như vậy chúng ta tính một bên tan nhân 2 thì nó ra được hai cái hình viên phong ở đây. Như vậy thì để tính được cái phần hình viên phong NIC thì cũng giống như ở cái hình 86 em. Chúng ta sẽ tính giùm thầy cái diện tích của cái hình quạt ONC, chúng ta trừ đi diện tích của tam giác đều ONC này thì ra được cái diện tích của hình viên phong này NIC. Sau khi chúng ta tính được NIC rồi thì chúng ta lấy cái này chúng ta nhân cho 2 thì nó sẽ ra được tổng của hai anh này. Em hiểu không? Rồi. Ta sẽ trình bày nhé. Đầu tiên ta sẽ lập luận xíu. Ta gọi nửa đường tròn tâm O. Đường kính ở đây là gì các em? Đường kính là BC nha, tại vì trong đề bài người ta đã cho rồi. Nó cắt cái hai cái cạnh này này, nãy thầy nói cắt hai cạnh AB với AC lần lượt M với N ha. Cắt hai cạnh AC và AB lần lượt tại M,N. Được chưa nào? Đó. Sau khi chúng ta lập luận xong thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành tính diện tích của cái hình quạt NOC, cái hình quạt đây em ha. Thì bây giờ các em thấy này, OC với lại ON thì như nào? Bằng nhau đúng không? Vì OC nó bằng với ON, mà cái góc C này, tại vì tam giác ABC tam giác đều nên mà cái góc C này là bằng 60 độ, tại vì tam giác ABC đều, có đúng không? Đó, nên chúng ta suy ra cái tam giác ONC này cũng là tam giác gì? Là tam giác đều. Có hiểu nào? Như vậy cái tam giác này cũng là tam giác đều, chứng tỏ này cũng đều này. Được chưa? Như vậy thì chúng ta suy ra cái góc NOC góc này bao nhiêu độ em? 60 độ đúng không nào? Nên chúng ta suy ra góc NOC sẽ bằng 60 độ. Hiểu chưa? Như vậy cái góc này nó là 60 độ nè em. Ok chưa nào? Như vậy sau khi chúng ta có như này rồi thì chúng ta tính được S của hình quạt NOC. Có phải theo công thức chúng ta là pi nhân R mũ 2 nhân N trên cho gì? 360. Pi cái đề đó A chúng ta. Nhớ này, R của chúng ta
Ở đây là bán kính, ở đây là A thì chứng tỏ ở đây chính là A trên 2 này. Cái này cũng là A trên 2 này. Các em hiểu không nào? R của ta là bằng A trên 2 nhé. Như vậy thì ở đây nó sẽ bằng A trên 2 tất cả mũ 2. N của ta là 360. Ở thể loại 60 nhé. 360. Như vậy ở đây là B. A mũ 2 là bằng A 2 trên 4 nhân 60 trên 360. Đây vì các em ạ, R. Như vậy chúng ta suy ra S của quạt. Ta tính nè. 60 chia 4 ở đây chính là bằng bao nhiêu? 15 à. Đó nha. Giờ chắc không suy nghĩ nữa rồi. Bấm máy tính rồi. 15 đúng rồi. Như vậy trên đây chứng tỏ là 15 bi A mũ 2 trên 360. Chúng ta rút gọn trên chia 15, chúng ta lấy 360 chia cho 15 bằng 24 ha. Như vậy trên đây mất 15 đi, như vậy bi A mũ 2 trên cho đây 24 cm2. Đó là S của quạt của NOC. Được chưa? Các em hiểu chưa nào? Tiếp tục tiếp đến là chúng ta sẽ tính giùm thầy cái diện tích của cái tam giác NOC. Thì giống như bài 86 hôm trước thầy đã giải thích cho các em, hồi nãy thầy giải thích cho các em cái công thức rồi đó. Chúng ta nhớ là diện tích của tam giác đều NOC thì nó sẽ bằng cái gì các em? Nhớ giùm thầy là R mũ 2 căn 3 trên 4 nhé. Mà R của chúng ta ấy, là bằng A phần 2 này. Nên chúng ta thế vô A phần 2 mũ 2 nhân căn 3 trên 4. Như vậy ở đây nó sẽ bằng A mũ 2 căn 3 trên 4. Như vậy 4 ta trục xuống nữa trở thành là, đây là 16 này, 4 nhân 4 là bằng 16 cm vuông. Được chưa? Vậy chúng ta diện tích hình viên phân. Như vậy thì cái diện tích của hình viên phân NIC này, NIC chúng ta lấy diện tích của hình quạt, chúng ta trừ diện tích của tam giác này ra. Đó. Như vậy thì nó sẽ S, đây là CIN ha. S của CIN nó bằng S của quạt NOC trừ cho diện tích của tam giác NOC. Thì nó sẽ bằng B A mũ 2 trên cho 24 trừ cho đây A mũ 2 căn 2 của 3 trên 16. Vâng. Thì chúng ta đặt A mũ 2 ra chung. Thì bên trong còn lại là B trên 24 trừ ở đây là căn bậc 2 của 3 chia cho 16. Bây giờ để tính được tổng thì chúng ta nhân lên thôi. Vậy tổng diện tích hai hình viên phân bên ngoài tam giác là, như vậy chúng ta sẽ lấy cái anh này nhân 2 lên. Như vậy S sẽ bằng là 2 nhân cho A đây B trên 24 trừ căn 2 của 3 trên cho 16 nha. Đó. Tại vì hai cái hình đó là như nhau các em, bằng nhau. Nên chúng ta tính một bên rồi chúng ta sẽ nhân 2. Các em hiểu chưa? Ok. Đây, cái hình lại nè các em. Tính một phía một bên này thôi. Ta nhân 2 ra cả tổng. Nhìn một xíu nào. Ok chưa? Hay thì giúp thầy chia sẻ các bạn em nhé. Còn dễ thì thôi. Dễ thì khỏi cần chia sẻ cũng được ha. Rồi. Ok, thế đây thầy xin chào, hẹn gặp lại các em trong clip tiếp theo ở phần ôn tập các em nhé. Ok.